này. Bây giờ là các bạn không review như hôm qua nữa, mà mỗi cái chỗ review á, các bạn cùng với người bên cạnh của mình, ok chưa? Cứ một cặp. Bây giờ chúng ta không cần phải bốn người không kịp làm cái review này. Chúng ta cứ một cặp hai người, ok chưa? Và cứ mỗi hôm qua là cái cách review của chúng ta hôm qua là đọc rồi chia sẻ cái ý gì đó hay, ok. Hôm nay cái cách review hoàn toàn khác là bạn này đọc cái ý gì đó hay thì bạn không phải là nói cái ý hay, mà bạn đặt cái câu hỏi lộn ngược lại cho bạn này. Các bạn có hiểu cái cách review không? Các bạn có nắm được cái chỗ này chưa? Tức là chứ không phải là chúng ta chia sẻ cái gì đó hay, mà mình đặt cái câu hỏi lại lộn ngược cho bạn, hoặc là bạn này đặt câu hỏi lộn ngược lại và người kia phải có trách nhiệm trả rồi theo cái ý của mình hiểu. Ok, các bạn có sẵn sàng là như vậy mà. Sẵn sàng. Vì sao chúng ta phải làm nó như vậy à? Nó có một cái nguyên lý chất lượng câu hỏi. Ok chưa? Ai mà có cái câu hỏi chất lượng thì nó sẽ dẫn đến cái gì à? Nó sẽ dẫn đến những cái gì à? Ai mà có cái câu hỏi chất lượng thì nó sẽ dẫn đến cái gì à? Nó sẽ dẫn đến những cái quyết định của bạn rất là chất lượng. Nó dẫn đến những cái quyết định chất lượng. Ok chưa? Bạn nào mà có những câu hỏi chất lượng thì nó sẽ giúp cho các bạn có những quyết định rất là chất lượng trong cuộc sống. Và khi các bạn có những quyết định chất lượng thì nó sẽ dẫn đến gì? Những cái hành động rất là chất lượng. Nó sẽ dẫn đến những cái hành động của bạn rất là chất lượng. Hành động rất là chất lượng. Ok. Mà hành động chất lượng thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Kết quả chất lượng. Đúng rồi. Nó sẽ dẫn đến kết quả rất là chất lượng. Nên là cái mốc là nó nằm ở chỗ cậu. Câu hỏi lý do mà các bạn không có những cái kết quả chất lượng trong cuộc sống, bởi vì chúng ta không có những cái câu hỏi gì à? Chất lượng cho chính cuộc đời mình. Chúng ta không có những câu hỏi chất lượng cho những người xung quanh của chúng ta. Và ở đâu chúng ta có cái câu hỏi chất lượng? Khi tư duy chúng ta chất lượng, các bạn nhìn ra đây nào, khi cái đầu của chúng ta chất lượng, tư duy của chúng ta chất lượng, khi tư duy của chúng ta tốt thì tự nhiên chúng ta có những câu hỏi rất là tuyệt vời. Bản thân mình hồi kia mình hay đặt câu hỏi, khi mà mình mới bước chân vào Sài Gòn này á, mình đi ở những con phố và mình thấy người ta có nhà, có cửa, có xe, mình quen những con anh mà không có tiền rất là nhiều, mình luôn hỏi là người ta làm gì mà người ta có nhiều tiền nó như vậy. Mình luôn hỏi nó như vậy và mình quan sát. Khi mà mình bán hàng không được thì mình nói tại sao mình bán hàng không được mà mọi người cái họ bán hàng tốt vậy? Các bạn nhận ra điều này, nó chính những cái câu hỏi đó nó cứ làm cho mình cứ mỗi lần một câu hỏi nó giúp cho mình gọi ra một cái điều gì đó. Và ở đâu chúng ta có cái gì chất lượng? Đó là khi bạn có cho mình những cái người thầy chất lượng, những cái người thầy mà các bạn gặp trong cuộc đời chất lượng thì họ sẽ trao cho chúng ta những cái tư duy vô cùng gì chất lượng. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Nên là mình nói là cái người thầy ở đây nó rất là nhiều góc độ, đó là ba mẹ của chúng ta, những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Ok chưa? Nếu mà các bạn gặp những người chất lượng thì họ sẽ trao cho bạn những cái tư duy vô cùng vậy chất lượng, những cái suy nghĩ vô cùng tuyệt vời. Ví dụ vừa rồi mình đi ăn và trước đó mình cũng đã tặng cái quyển sách cho mình cho một cái người bạn ở bên đó, và bất ngờ mình cái người anh họ thích đọc sách, họ đam mê đọc sách, và bất ngờ cái người bạn của mình họ ngồi họ uống cà phê với cái ông đó và họ nói là họ mới được người bạn Việt Nam tặng cho quyển sách và họ đọc nó rất là hay, và cái ông đó ổng đọc sơ sơ thôi và ổng thấy nó rất là hay, thì rất là bất ngờ. Hôm đó ổng tới tìm gặp mình, mà ông đó là ổng là triệu phú của anh, cái người mà mình chụp hình mà đưa lên Facebook đợt đó mà bạn nào đọc là các bạn thấy ổng tới ổng tìm gặp mình luôn, và ổng nói là tôi nghe người bạn tôi nói, mà ổng đã hơn 6 tuổi rồi, tôi nghe bạn nói anh có quyển sách hay lắm. Mình rất là bất ngờ, mình vô cùng bất ngờ. Đặc là mình lấy cái quyển sách sẵn ở trong cái bản version tiếng Anh dịch sang là Beyond the Way. Ok, mà cái quyển vượt biển lớn nó có cái version tiếng Anh Beyond the Way, mình tặng cho ổng. Ổng cầm, ổng đọc ngay tức khắc luôn.
ông cầm đập ngay trước cái cu của mình luôn. À, ông đập và ông tới cái mục, ông đập cái chỗ cái mục đó mà mình có nói là à, tuyệt vời nhất là khi được làm bố và tuyệt vời nhất là khi làm bố của một đứa con. Con gái ông đọc tới cái dòng đó ông thích, ông là tôi rất thích cái dòng này của anh. À, mình hỏi vì sao ông thích, tôi cũng có cứ một đứa con gái như anh. Và ông về ông ngồi ông khoe đứa con gái ông say sưa. Ông là đứa con gái tôi á. Hai vợ chồng tôi có chỉ có một đứa. À, và nó học đại học Cambridge. À, và nó ra trường rồi, bây giờ nó làm bác sĩ. Số là sáng nay nó cũng đi với tôi tới gặp anh à. Nhưng mà hôm nay nó trực, nó phải trực cả ngày. Các bạn chúng ta điều này chưa? À, và ổng là anh biết cái dòng này tôi rất là thích. Các bạn thấy không ạ? Mà chừng cuối cùng mình mới hỏi rằng là tại sao có vẻ ông trân trọng sách và ông đam mê đọc sách vậy? Thì ổng mới nói một câu mà mình nhớ mãi. Ổng nói là tại sao chúng ta phải mất 20 năm chúng ta mới có kinh nghiệm, tại sao chúng ta phải mất 30 năm chúng ta có kinh nghiệm? Những cái người viết sách họ đã đưa hết kinh nghiệm vào trong đó rồi. Chúng ta chỉ cần 1-2 năm là chúng ta có kinh nghiệm bằng 2 đến 30 năm nếu chúng ta chịu khó đọc sách. Wow, một ý kiến vô cùng tuyệt vời. Ok các bạn ơi. Okay. À, và thế là họ rất là đam mê đọc sách. Và các bạn thấy không ạ, khi mà chúng ta chơi với những người chất lượng, chúng ta nghe những người chất lượng, họ trao cho chúng ta những cái gì chất lượng các bạn ơi? Vô cùng chất lượng. Thì ông nói một cái câu mình dĩ nhiên là hồi giờ mình luôn đam mê đọc sách rồi, cái chuyện đó ông nói rồi, nhưng mà khi mà ông nói một cái câu mình giật mình đúng là chính xác. À, các bạn thấy không ạ, khi mà chúng ta giao vô với những người tích cực, những người tuyệt vời là chúng ta sẽ nghe được những cái gì vô cùng dễ tuyệt vời. Mà nhiều lúc đôi khi trong cả cuộc đời chúng ta không bao giờ chúng ta gặp được những luồng tư duy đó. Ok các bạn ơi. Ok. Ok chưa? Ok. Nên để có những cái con người tích cực thì chúng ta phải giao lưu để chúng ta có những tư duy tuyệt vời. Tư duy tuyệt vời thì chúng ta sẽ ra những câu hỏi vô cùng tuyệt vời và nó sẽ dẫn đến những quyết định tuyệt vời. Nó đưa đến những cái hành động tuyệt vời và cuối cùng là kết quả vô cùng tuyệt vời. Nó có cái mindset đó. Và đó là lý do mà ngay bây giờ chúng ta thảo luận và chúng ta tập đặt câu gì à? Câu hỏi thay vì nói là à, cái bài học hay nhất của tôi là vậy thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi lộn ngược lại. Ok, muốn nghe cái câu trả lời của người kia, các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng. Chúng ta có 5 phút để làm đề này mà các bạn bắt đầu.